Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ quyết định là lôi hai cái mảnh này ra. Và mình sau một thời gian thử nghiệm thì mình thấy là hai cái mảnh này hoạt động khá là ổn định. Nên là mình sẽ quyết định là thương mại hai cái mảnh này. Đó chính là một cái mảnh ở kích điện từ 12V lên 310V. Và một cái mảnh ở cầu H băm từ điện 310 ra điện 220V AC sóng sin. Thì mo cầu H này thì chúng ta sẽ sử dụng mo điều khiển EGS002 này, hoặc những cái mo khác có chân tương tự cũng được. Thì mo mạch này thì cái mo cầu H này nó có hai lớp các bạn ạ. Nên là cái đoạn mà mình thương mại thì mình sẽ chỉ thương mại cái mo trắng hai lớp của mạch này, và các bạn về có thể tự hàn. Nó chỉ khó ở cái đoạn các bạn hàn cái nhân đế con EGS này thôi. Nhưng mà nếu mà các bạn cắm thẳng mạch EGS xuống thì nó sẽ dễ hơn. Còn đâu là tất cả các linh kiện các bạn hàn như bình thường. Đó. Thì cái mạch này nó sẽ rẻ hơn so với lại cái mạch mà các bạn mua combo của người ta nhá. Thì mình sẽ thương mại cái mạch này ở trên Shopee. Nhắc đến tối nay thì mình sẽ đăng cái hai cái mảnh này lên Shopee và các bạn có thể đặt mua ở trên đó. Và cái mảnh kích điện từ 12V lên 310V này thì mình cũng đã thử nó một thời gian rồi. Thì mình tải nó liên tục bằng một cái bóng đèn hồng ngoại 150W này và có thêm một cái quạt nhỏ nhỏ nữa thì nó hoạt động rất tốt nhá. Nó không bị ép phe gì cả. Thì những linh kiện này thì mình đã sắp xếp một tí nó giống hệt với lại TG500. Thì có thêm một con tủ này nữa thôi. Thì nó sẽ hoạt động rất là ổn định và nó không hay chết rồi. Cái mạch này nếu mà các bạn mua về thì mạch này rất là dễ sửa. Ở đây mình đã có tích hợp cái đế cắm IC3525. Nếu mà con IC này lỗi hoặc có vấn đề gì đó thì các bạn chỉ cần nhấc ra và thay con mới vào là được. Tiếp theo là về phần MOSFET thì các bạn chỉ cần rút hai con MOSFET ra và thay hai con MOSFET mới vào là nó sẽ chạy bình thường. Cái mạch này không còn gì để hỏng nữa các bạn ạ. Đó. Cùng lắm thì nó chỉ có đứt cầu chì này, nhét hai con MOSFET và nhét 3525 thì cái này các bạn có thể thay luôn rất là dễ dàng, thậm chí là các bạn có thể bỏ cái cầu chì này đi luôn. Thì bây giờ thì mình sẽ demo cho các bạn một cái đoạn video test, mình test hai cái mảnh này nhá. Đầu tiên là mình sẽ test cái mảnh này và mình sẽ test cả hai cái mảnh này kết hợp với nhau nhá.